Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh chết vì đạo. Dưới góc nhìn của một công dân công giáo về việc Linh mục Trần Ngọc Thanh đã bị sát hại dã man khi đang giải tội tại nhà thờ giáo xứ Đắk Mốt, xã Sao Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Tác giả Lê Thiên đặt vấn đề liệu có phải vị linh mục này đã chết vì đạo. Trước tình thức phức tạp của vụ án sát hại linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh, chúng tôi ngại góp tiếng nói trên diễn đàn công luận. Nhưng sau khi đọc các bài báo trên báo Tiếng Dân là một người bạn đã đi xa vào ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Nguyễn Thủy Dương, cũng như bài của Trịnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 2 năm 2022, thông tin mới về vụ án linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh bị sát hại. Xin được bảo mội đưa ra cái nhìn của một dân công giáo về vụ việc nêu trên. Tác giả Nguyễn Thủy Dương xác nhận mình là tín đồ Phật giáo nhưng là bạn của linh mục Trần Ngọc Thanh đã kể lại rằng giúp việc của anh Thanh cho hay, cho tới khi rơi vào hôn mê, anh chỉ nói có một câu duy nhất là hãy tha thứ cho họ. Đây là hình ảnh linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh. Tác giả Trịnh Vĩnh Phúc nêu rõ ở cuối bài viết rằng vụ án linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh bị sát hại là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, rất cần được thông tin đầy đủ. Không chỉ nhằm góp phần giải quyết vụ án đúng pháp luật, mà còn giải độc một số thông tin không đúng trên mạng, đáp ứng mong lợi của đồng bào công giáo và những người quan tâm đến vụ án. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, bài viết từ Đài Á Châu Tự Do FA vụ linh mục bị sát hại khi giải tội qua cái nhìn của giáo dân cho biết, linh mục Cruiser Trần Ngọc Thanh đã bị sát hại vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 khi đang ngồi tòa giải tội cho giáo dân ở giáo họ Sam Lôn, giáo xứ Đắk Mốt, tỉnh Kon Tum, giáo phận Kon Tum. Sau khi nêu câu hỏi rằng, đối với những người thường tiếp xúc với nạn nhân trước khi bị chém đến chết, thì vị linh mục này như thế nào? Bài báo trưng ra ba dân chứng như sau. Ông Thương là giáo dân, giáo xứ Đắk Mốt, nói với Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 4 tháng 2 rằng, cha rất yêu thương các con chiên, nói chung là không thể tả được. Riêng bản thân em tiếp xúc với cha thường ngày, thật sự rất là bức xúc. Bởi vì cha là một người đi truyền giáo, làm cho các con chiên sống đạo cho đẹp thì không thể nào xích mích với người khác. Thế nhưng có người lại sát hại cha thì thực sự là trong lòng giáo dân rất bức xúc, muốn biết lý do tại sao lại giết cha như thế. Một sinh viên đồng bào dân tộc Xê Đăng tên là Krim cũng là giáo dân Đắk Mốt nói rằng: em thấy cha Thanh hiền lành, cha hay thích nói chuyện với con nít lắm, không khí lặng xuống buồn. Mọi người ăn Tết không có vui, mấy ngày không còn vui vẻ như trước nữa, thấy buồn lắm. Hình ảnh bên trái là chiếc ghế nhựa nơi linh mục Trần Ngọc Thanh khi đang ngồi tòa giải tội. Bên phải là căn nhà nguyện nơi vị linh mục bị sát hại. Ông Lộc, một giáo dân, sau khi hay tin linh mục Thanh bị sát hại, đã lên đến nơi xảy ra án mạng để tham gia lễ tiễn chân vị linh mục này, đồng thời muốn tìm hiểu ngọn ngành của vụ việc. Ông nói, một linh mục mà mất bị chém chết bởi một kẻ thù nghịch với đạo công giáo ngay tại tòa giải tội, ngay khi đang thi hành thiên chức linh mục là một việc cực kỳ hiếm có mà nó rất là đau xót. Thư tìm hiểu ý nghĩa về một cái chết của những dòng tin trên kích thích chúng tôi mò mẫm sâu hơn vào vụ sát hại. Qua thư chung của giám mục Kon Tum vào ngày 4 tháng 2 năm 2022, Đức cha Nguyễn Hùng Vị xác nhận rằng linh mục Trần Ngọc Thanh được biết đến là một con người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và dễ mến. Đức giám mục cũng cho biết có chương trình kêu gọi giúp đỡ để có thể xây dựng cho anh chị em nơi đây, tức là giáo họ Sa Lông, ngôi nhà thờ. Chi tiết này cho thấy tại nơi tạm thời được sử dụng làm nơi thờ phượng vì chưa có nhà thờ, cha Cruiser Trần Ngọc Thanh có lẽ đã thi hành liên tiếp hai sứ vụ tông đồ theo thánh chức năng và giáo quyền giáo sĩ của mình, là cử hành thánh lễ và ban bí tích giải tội. Máu ngài đã tuôn đổ trên chính nơi thánh ấy, dù nơi đó có thể chưa được hay không hề được thánh hiến như là nhà thờ đúng nghĩa. Điều đáng ghi nhận thêm là đường dẫn vào nơi thờ phượng được dựng cổng chào thô sơ bằng cây rừng ghép hình tháp nhà thờ và thánh giá như thể báo hiệu đây là khu vực dành cho việc thờ phụng. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục
Trần Ngọc Thanh. Thông tin từ nhiều phía cũng cho biết tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên đã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cho đến khi số giáo dân xưng tội giảm xuống, y mới đi vào xông lên vung dao chém vào đầu và vai của nạn nhân, tức là cha Thành. Những dấu máu đổ xuống trên nền xi măng nơi tòa giải qua hình ảnh là chứng tích tội ác kinh hoàng. Việc điều tra và xác minh động cơ sát hại cha Thành chắc chắn sẽ không hề đơn giản. Đến thông tin đầu tiên về sự cố giết người nêu trên cũng đã gặp trở ngại khi hàng trăm cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam kiểm soát, đã im hơi lặng tiếng suốt một tuần lễ tính từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 mà mãi đến ngày 4 tháng 1 năm 2022 mới đưa tin lặp lại tin từ báo Công an Kon Tum. Phía giáo quyền Công giáo cũng thông tin chậm chạp, cho tới ngày 4 tháng 2 năm 2022 người ta mới đọc được thư chung của đức cha Nguyễn Hồng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, gọi là thư chung Tết Nhâm Dần, mà thì xem ra là giải khá dè dặt. Tôi chưa thấy được cái gì nó có, tôi thấy vụ này nó có cái gì mang tính riêng lẻ. Nó không phải là phong trào hay trào lưu, tôi không biết tại sao nó xảy ra trường hợp như vậy. Kon Tum không phải luôn là như vậy. Trước đó một ngày, người ta đọc được lời phát biểu của Linh Mục Nguyễn Văn Đông trên giáo phận Kon Tum rằng, nghe nói rằng công an đang điều tra, trong giáo hội Công giáo đã có nhiều vụ chết oan ức. Cha Thành mới tới chỗ đó có một vài tháng. Ngài không có gì gây thù oán với bất kỳ ai. Ngài không có thù oán với ai mà bị giết chết như vậy. Chúng tôi chỉ trông chờ tiếng nói của lẽ phải, chân lý. Đây là hình ảnh đám tang của Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Nơi trang web Công giáo, phận Kon Tum, người ta đọc thấy tin thêm về vụ cha Trần Ngọc Thanh, đức giám mục giáo phận Kon Tum đến thăm giáo họ Shalom. Theo đó, sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022, đức cha Azo Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum đến thăm giáo họ Shalom. Giáo phận bày tỏ nỗi lòng vô cùng đau buồn và tiếc nối về sự mất mát quá lớn này. Nhưng chưa biết động lực nào đã đưa anh, tức là Nguyễn Văn Kiên, đến chỗ sát hại cha Quýt. Đức cha Nguyễn Hùng Vị gặp mặt bà con giáo dân, chia buồn, nói lời an ủi, trấn an bà con và cùng thắp hương tức là nhang, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cha Quýt Trần Ngọc Thanh. Đồng thời, đức cha lắng nghe những ý kiến của những người trực tiếp có mặt trong buổi chiều mà cha Thanh bị sát hại. Những tin liên quan đến thân nhân cha Quýt Trần Ngọc Thanh cũng như liên quan đến việc ngài bị chém giữa lúc ngài thi hành sứ vụ tông đồ giữa nơi thờ phượng cho người ta tin rằng cha Trần Ngọc Thanh đã chết vì đạo. Chính một tờ báo nước ngoài tại Ý đã nhận định như vậy. Cha Quýt Trần Ngọc Thanh đã sống nhân đức anh hùng như một nhà truyền giáo và xứng đáng được tuyên phong trong một quá trình điều tra cẩn thận của tòa thánh. Đây là hình ảnh các nhân chứng đang kể lại sự việc với cha trong nhà nguyện nơi xảy ra vụ sát hại. Để được nhìn nhận là chết vì đạo, theo giáo lý Công giáo, người đã chết cần hội đủ 3 điều kiện căn bản là: thứ nhất là bị giết chết, thứ hai chết vì Chúa Kitô, thứ ba là người tín hữu Kitô hoan hỉ lãnh nhận cái chết, chết cho Chúa Kitô và vì Chúa Kitô. Nếu chúng tôi không lầm, người Công giáo Việt Nam trong nước có thói quen tập quán để tang linh mục quản sứ của mình khi vị này lìa đời, nhất là lìa đời một cách oan kiên, thì cung cách và bầu không khí chia sẻ diễn ra như thế nào, có lẽ ai cũng rõ. Nay cố linh mục Quýt Trần Ngọc Thanh ra đi tức tưởi, phải chăng vì giữa mùa dịch Covid-19 mọi thứ đều hạn chế, giảm thiểu và thu gọn, hay là vì vụ việc có yếu tố tôn giáo, xảy ra nơi vùng dân tộc ít người, cần tránh những biểu hiện nhạy cảm. Xin góp ở đây một tiếng khóc thầm, cảm thương vị linh mục, chiến sĩ phúc âm đã ra đi vội vã, đột ngột, giá lạnh và phũ phàng. Ước mong một ngày thật gần, các bạn đồng đạo của chúng tôi sẽ không còn cầu cho cha Quýt Thanh nữa, mà sẽ cầu cùng cha Trần Ngọc Thanh, xin ngài từ cõi trường sinh phù hộ, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Kính mời các bạn xem bản tin số 1 tại cơ quan hàng đầu về quản lý giáo dục tại Việt Nam. Ngoài những vi phạm liên quan đến tuyển sinh, mở ngành, Viện Quản lý Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo của Việt Nam còn mắc phải quá nhiều sai sót trong công tác tổ chức bộ máy và việc tuyển chọn nhân sự. Theo thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
tổ chức bộ máy và nhân sự trong Học viện Quản lý Giáo dục từ năm 2018 đến trước ngày 6 tháng 12 năm 2019 đã không có hội đồng học viên để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định. Đây là hình ảnh sau tố cáo của các cán bộ, giảng viên hàng loạt những sai phạm của Học viện Quản lý Giáo dục đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ ra. Mặt khác, học viện cũng chưa có văn bản quy định, chưa có sự thống nhất về quy trình, thủ tục thực hiện thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc. Kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo còn cho rằng quy chế tổ chức và hoạt động của các học viện quản lý giáo dục chưa xác định rõ các mối quan hệ giữa đảng ủy với hội đồng học viên, giữa đảng ủy với giám đốc học viện và cả giữa học hội đồng học viện với giám đốc học viện, chưa kể mức độ tự chủ của đơn vị trực thuộc học viện. Một điểm sai lầm thêm nữa là giám đốc học viện chưa ban hành văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo quy chế, văn bản về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ làm việc của giảng viên không phù hợp với các quy định của luật viên chức năm 2010 và các nghị định của chính phủ cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tóm lại, cơ cấu, tổ chức, tuyển dụng và những chức năng khác của Học viện Quản lý Giáo dục đều chẳng những không đáp ứng quy định và trình tự thủ tục mà còn vấp pháp sai phạm rất nhiều về khâu nhân sự. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, giáo sư danh dự đại học của Bỉ, từng nhiều năm làm việc trong các chương trình cao học giữa Bỉ và Việt Nam tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên nguyên tắc, Học viện Quản lý Giáo dục thành lập vào năm 2006 đang đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ ngành quản lý giáo dục, thạc sĩ ngành tâm lý học lâm sàng và công nghệ thông tin. Chia sẻ qua thư điện tử gửi cho Đài Tiếng Nói EFA, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng viết rằng ông không ngạc nhiên về những tiêu cực vừa được nêu trên trong Học viện Quản lý Giáo dục. Ông nói, gần gũi với nền giáo dục Việt Nam từ năm 1990 cho đến nay, tôi đã từng nghe phong phanh và có khi chứng kiến rất nhiều sai phạm trong hệ thống giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Đây là hình ảnh Đại học Đông Đô đã cấp 431 bằng giả, trong đó có nhiều bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Vấn đề xuất phát từ yêu cầu bằng cấp của rất nhiều nhân sự chính quyền không có khả năng học hỏi mà vẫn muốn giữ chức nắm quyền trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nghiên cứu ngữ học kiêm nhà giáo với hơn 40 năm tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Dũng thì nhận định như sau. Học viện Quản lý Giáo dục như tên gọi là chuyên về đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cho Bộ Giáo dục. Về nguyên tắc thì đều đó là cần, còn trên thực tiễn người ta dạy dỗ như thế nào, sản phẩm cung cấp cho nền giáo dục ra làm sao, cái đó phải có một cuộc điều tra để xem thử nó có đúng hay là sai. Ông nói tiếp, tôi không có đủ tư liệu để nói rằng kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục đúng hay sai, nhưng nổi bật của câu chuyện này là vấn đề cơ chế. Hôm nay là Học viện Quản lý Giáo dục, thì hôm sau tôi tin chắc rằng sẽ có những trường khác, những học viện khác. Đây là hình ảnh mức án cao nhất 21 năm tù cho vụ gian lận thi cử ở Sơn La được tuyên hôm 29 tháng 5 năm 2020 cho 12 bị cáo đã sửa chữa bài thi nâng điểm cho 44 thí sinh gồm 111 bài thi. Học viện Quản lý Giáo dục cũng không phải là trường đầu tiên bị những kết luận kiểu tiêu cực như thế này. Vẫn lời, nhà giáo Hoàng Dũng chia sẻ như sau. Xin nói lại là chúng tôi không đủ tư liệu để thẩm tra, coi lại. Thế nhưng kỷ luật một đơn vị sai phạm rồi công khai lên báo là chuyện rất đáng qua làm, nên làm. Oan, mọi chuyện phải công khai. Theo quyết định số 178 của Đảng ủy Học viện vào ngày 19 tháng 12, được báo chí đăng tải lại, việc phê duyệt quy hoạch quản lý trưởng phòng, phó phòng các đơn vị trực thuộc giai đoạn từ năm 2016-2021, việc phê duyệt quy hoạch năm 2017 không đúng chức danh được quy định đào tạo đối với 3 cán bộ mà tên tuổi được đưa lên mặt báo. Một cách rõ ràng hơn thì quá nhiều sai sót trong công tác nhân sự. Có khi một đơn vị mà chỉ một cấp trưởng và một cấp phó, tựu chung thì chính cán bộ Học viện Quản lý Giáo dục cũng không biết làm thế nào cho đúng, là nhận định tiếp theo của nhà giáo Hoàng Dũng. Thực ra quy định bao nhiêu người thì có một cấp trưởng, bao nhiêu người thì có một hai cấp phó. Ví dụ như thế thì họ đã có quy định rất chặt chẽ chứ không phải ưa gì làm đấy. Còn ở đây một đơn vị mà chỉ một cấp trưởng và một cấp phó thôi thì phải hiểu ngay rằng cơ quan này muốn có nhiều quân, nhiều quan ở cấp trưởng, cấp phó. Như thế thì thu nhập sẽ cao hơn, lương sẽ khác,
phụ cấp sẽ khác, đó là chuyện làm không đúng đắn. Đây là hình ảnh thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn sau 25 năm công tác ở Đồng Nai đã làm đơn xin thôi việc vì cảm thấy tởm nhất là vấn nạn dối trá trong ngành giáo dục. Mà thực ra đó là trong quyền hạn của cái ông đứng đầu cơ quan. Ông hoàn toàn có thể đề cử anh này làm trưởng, anh kia làm phó. Tuy rằng chuyện có trưởng có phó được quy định bởi văn bản, chẳng hạn 10 người mới có một trưởng, bây giờ ông bất chấp một người ông cũng dựng lên một cấp trưởng. Cái sai đó không phải là phổ biến lắm nhưng cũng không phải là hiếm. Đối với ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Bộ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quá nhiều sai sót trong một cơ quan đào tạo cấp cao như Học viện Quản lý Giáo dục là thêm một lần phải nhìn lại bản thân ngành giáo dục đào tạo vốn mang tai tiếng từ rất lâu, ông nói. Chưa rõ vì sao kỳ này Bộ Giáo dục và Đào tạo lại chĩa sang Viện Quản lý Giáo dục, bởi thật ra tình hình từ đầu không phải từ Học viện Quản lý Giáo dục ấy đâu. Nó bắt đầu từ chóp vu của Bộ Giáo dục, từ Bộ trưởng, Thứ trưởng, rồi các cục, các vụ, viện của Bộ. Họ chưa thấy có cái sai ở đâu cho nên họ chóp vào cái chỗ yếu và họ cho thấy rằng đó là một cái đầu mối để mà sửa chữa. Con người yếu kém hay nhân sự yếu kém, ông Nguyễn Khắc Mai nói, là nguồn gốc và là vấn đề của giáo dục Việt Nam hiện nay. Ông nói tiếp. Lỗ hổng lớn nhất là cái đào tạo tuyển chọn để lấy cán bộ giáo dục mà bây giờ phải đánh giá lại. Thứ hai là chất lượng của đội ngũ cán bộ giáo dục hiện nay là rất thấp, quá thấp. Tôi chắc là có những cái lúng túng chưa được gỡ ra, chưa thấy được. Đây là hình ảnh ông tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn. Cũng không phải chỉ có Viện Quản lý Giáo dục này nó hỏng đâu, rất nhiều vụ, rất nhiều bộ phận trong Bộ Giáo dục nó cũng hỏng. Nhân cái kiểm tra của Bộ Giáo dục về Học viện Quản lý Giáo dục này thì tôi cho rằng đây là vấn đề họ phải đối diện và phải giải quyết trong thời gian trước mắt. Tiếp lời cựu cán bộ dân vận Nguyễn Khắc Mai, nhà sư phạm Hoàng Dũng thì nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ với nhiều quy định từ nhiều cấp như vậy, tưởng là chặt mà hóa ra không chặt. Sai phạm của Học viện Quản lý Giáo dục này là anh ra hàng loạt văn bản như thế mà người ta không sợ, người ta lại vi phạm hàng loạt. Như nhan đề bài báo nêu ra, tức là mô hình quản lý đó không đúng đắn. Vụ việc đầy rẫy sai phạm Học viện Quản lý Giáo dục, nếu đúng như thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra, là thêm một cảnh báo mạnh mẽ rằng phải cải cách hệ thống giáo dục đào tạo đến nơi đến chốn, với tác nhân chính là nhân sự có trách nhiệm, trước khi bàn đến cơ chế là kết quả của nhà giáo Hoàng Dũng. Và ông đưa ra kết luận như vậy.